Dạ, dạ, cả nhà. Thì cả nhà ơi, cũng hỏi ngày cũng lâu rồi không có xuống với anh ba, rồi thêm bữa nay sao mà anh hai anh về rồi sẵn đi chung luôn xuống với anh ba luôn, thăm anh ba luôn chứ hỏi ngày kia anh ba cũng bị vậy rồi mình có đi thăm mà bệnh viện mà đi xuống nhà thì chỉ bữa nay là đi xuống lần đầu đó, cũng chưa hỏi ngày chưa đi nữa. Rồi cả này khỏe không anh? Cả này khỏe rồi, con cái mình chưa cắt chỉ mà nó xẹp hết rồi. Này thì nó cũng còn cái làng này chưa cắt chỉ thôi. Thì hôm đó nay thì tôi cũng đi làm, tôi cũng mới về đây cũng nghe Minh nói thì tôi cũng xuống cũng thăm anh ba thì cũng bạn bè cũng lâu quá cũng ta sẵn dịp đây luôn muốn thăm. Cảm ơn. Dạ. Ngày trong cái rủi mà nó có cái mai. Dạ. Nói chung như vậy. Dạ. Nó đụng tôi thì tôi nói đâu rồi rồi giận rồi giận quá rồi tôi nghe rồi tôi giật mình á, bởi vì mình chạy mình trước ở sau cái nó đụng vô cái bọc sên đó là lúng vô luôn rồi nó gãy luôn cái cây gác giò này nó luôn cây tới cây thứ hai luôn rồi nó mới đẩy vô cái giò vô cái càng số á. Dạ. Xui quá. Cái đó là chắc tôi nghe luôn. Cái ầm quá. Tôi nói ông, tôi nói tôi nghe cái hề cái tôi kêu liền, tôi nói trời ơi sao mà tôi chạy gì mà ông đụng tôi. À. Tôi còn lại lớn nữa. Tôi chạy gì sao ông đụng tôi nữa. Thì nói vậy thôi chứ trước có biết ông nội nào đâu mà đụng. Đó thì ông kia ông nằm chạy bài đó rồi, ông đâu có nói chuyện không nói năng gì đâu. Rồi tôi mới bóc điện thoại điện con. Con ơi bây giờ ba bị người ta đụng rồi, chạy ra nó. Trời ơi, ông về nhà ông đụng già tôi rồi. Rồi bây giờ biết sao giờ thôi. Mình xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì lúc nằm viện tới bữa nay cũng có 10 ngày hả ông ba? Bữa nay là 10 ngày, 9 ngày. Mang 10 ngày. Bữa nay xuống đây để coi bà xã làm cái món gì đây. Để đảm bảo cho bác ba với lâu ngày rồi mới gặp lại bác hai. Mất hai đợt này đi sới đất ở bên Long An mới về. Chừng nào mới đi nữa bác hai? Tháng 8. Vậy là nghỉ đợt này mình nghỉ lâu lâu dữ rồi. Vậy là đợt này anh em mình đi sới đất được rồi đó. Bắt đầu xài xá diện trong 13 nè, rồi đó rồi vô đóng mình nằm vô mình đóng. Dữ lắm. Với cá chê hôm bữa còn cá chê với cá lóc mình nướng với chấm với cái muối của anh Hiếu anh gỡ vậy. Hôm nay thịt bò mình trộn xúc thái mình xào hả sao vậy, xào cho nó chín, nó săn chín là mình mới để vô cái dĩa gỏi trộn lại. Rồi cá chê đó chút nữa mình nướng xong mình xé ra bác ba, mình xé ra mình để lên trên luôn. Cá chê cá lóc á mà nướng á ăn bác ba tẩm bổ nhá. Mà không gà bác ba té cũng lại là kia kiếm mớ sầu đâu. Vậy là mình trộn thêm vài lá sầu đâu vô rồi thêm mớ ngó sen rồi thêm mớ rau cần ống nữa bác ba. Có đủ vị. Cái sầu đâu đắng kìa chứ. Dạ. Kiểm tra hôm nay với nữa. Này ra ngồi im gu phía sau. Qua nướng có mấy con cá mà đốt đống củi. Tôi tính nướng gà luôn. Đi đợt này vắng lâu quá lâu. Lâu quá. Lâu dữ dằn. Tính là bắt hai đâu đi sớ nó cũng cả 2 tháng hơn 2 tháng. Dạ. Tại nó lãnh cái diện kia nữa rồi bởi đi mấy lâu quá. Mà mình sớ cái diện này gọi là cái vụ này gọi là ở bên đó nó làm vụ gì ha bác hai? Vụ cũng vụ hai lỡ mình Là hè thu mà trễ dữ à. Trễ. Dạ. Đầu tháng 8 xạ lại là ngay đông xuân bắt đầu tới tháng chạp xạ lại nữa. Bển thì chuyện vậy đó. Mần vụ này á bển trúng dữ lắm. Ừ. Công tấn mấy đó mà tháng 4 này nè. Mà tôi đâu có tin đâu bị thằng em đó làm đó. Rồi mới biết rồi hỏi mấy ông kia vòng vòng á ông cũng nói. Trời vậy là quá. Qua nay cái đợt này là ngay đợt nắng luôn á. Mà còn thấy lúa phía sau đồng của mình là bác ba hình như chỗ lên cái màu cũng thấy không đẹp. Màu nó hơi tối quá. Nó 15 dạ.
tính là bây giờ biết sao mưa mưa hoài. Dạ. Mưa hoài là thua. Nó không có sáng. Nó không có sáng được. Nhưng nữa là con sợ bị lép nhiều. Bị lép nhiều á. Ở bển nó có thuốc trị dầu tơi hay lắm. Trong khi mà xả xuống 7 bữa là nó xịt. Lúa đuôi, lúa học tròn là chết hết, từ gành nếp cũng chết luôn. Ồ, hay. Hay ừ, nếu mà có nó chế được cái thứ đó thì ở đây có nè, ở đây có bán nè mà tôi quên hiệu thuốc đó rồi. Phía bên kia là mấy anh thợ anh đang cái đó là mình đang đóng cái lầu găm này đóng mình đổ mâm đó phải không bác ba? Đóng cái sàn, đóng cái dàn sàn đó mình đổ mâm này. Thì chút xíu mình qua mình quay cái nhà của bác ba sửa sàn cắt lại á. Năm cút khoa, năm cút khoa mới đổ mâm được. Năm cút khoa, cái này mình điểm nguyệt nữa. Chưa chết à? Chưa điểm nguyệt nó đi. Dạ dữ ạ. À. Cái lốc này thì hôm trước mình tắt mương. Còn mấy cá chê thì mò ở ngoài kia được bữa đó được 19 con. Dạ. Cái tới đám thôi nồi tính làm gà nướng mặn mà quá đủ công chuyện cho lu bu chứ thành ra không có nướng. Dạ. Nó quên. Quá màu luôn. Đám thôi lâu chưa? Bữa mùng 10 á bác hai. Dạ. Bữa nay ngày 13 rồi. Hiện tại thì thợ cũng đổ cột nhà của bác ba cũng rồi hết trơn. Chờ đóng cái sàn đang đổ đổ mâm hết trơn. Cắt bác ca ba cắt bề ngang 7m5, bề dài hình như 20 mấy mét á, hình như 25 mét. Sáng mình có điện cho bác hai ba Phi á, lại bác bác ba chơi nhưng mà bác đặt công chuyện nè. Nhanh tay mới được, cái này mà chậm tay. Ấy ra đi em Kha. Ai nhắc cái chảo lên em Kha, nhắc chảo lên em lấy cái em xóc cho chị cân niêm để vô. Để nó chín quá được. Không được. Thời nó chứ. Tại này lửa nó nóng quá bà cô chú. Ôi nóng. Ôi, phỏng tay luôn. Mình cho thêm miếng dầu nữa không vậy? Nó dính. Bò mình xào cho nó vừa chín tới nó mới ngon. Để lên cho nó nóng cái nữa là được. Anh gì coi chừng bữa nay món này ngon hay sao? Vừa chín tới ra. Gọi đây mình nóng hay cái đầu gối. Than ăn chút mình nướng mà. Được chưa nha. Chưa để vừa đó. Rồi được rồi đại ca ơi. Nhắc xuống đây mình xào luôn. Sốc sốc luôn ha. Nóng đậu nổi. Không được sốc bằng cái là gọi luôn á. Trời rất đắt hả? Ôi quá vậy mà. Dừa cá chê mình cũng để lên mình nướng. Bữa nay mình nướng mình xẻ cái lặn ở trên mình đó, đặng chút nữa mình thà nước ốp đi, sốt lên, sốt thái. Ừ, cá lóc này chút ngon dữ rồi bác ba. Làm món này chắc có bác hai ăn chắc cũng không được đâu bác ba. Hơi bị cay. Bác hai ba Phi á. Không, hơi cay đâu, không chịu, kỳ ấy.
ta không quen. Không quen. Ta là. Ngô nóng. Sa tế hả? Còn không biết gì. Nghe mùi giống sa tế. Nước sốt. Sốt Thái. Nước quét cái này là nó vàng, nó ngon, nó thấm vô, thấm vô một chút vô. Bài mùi dữ lắm rồi Khơi. Chút nữa cá chê mình sẽ bẻ ra, mình cặp với gỏi luôn. Còn con cá lóc chắc để cho bác ba rái. Này khỏe bác ba. Khỏe. Bữa nay khỏe rồi, đi ngày tới đây chơi nè. Chứ không trời có gì cho đâu. Xin nhớ nghĩa bữa nay sao không thấy chạy xuống. Nằm giống kìa. Khỏe kìa, nó thấy em mà. Mình nên cho bánh hai chị em quốc ha. Rồi, ăn hết luôn. Lâu lâu xuống vậy đó, bảo nè. À, cô thương một năm với ghe mà cổ hoa mình không quen thăm. Mình cũng ăn cay với cục tổ. Cho ăn, chứ có ăn được đâu. Không bữa nay nướng cá, con cá đó mình không có quét không sao. Có nhiều lắm bác ơi, 8 cá chê đang nói cho mình làm ngừ chừng 2 con là thấy tới. Cho mình đi hái la la sầu đâu à, chút nữa mình có gì mình tước mình cặp vô nó cũng thú vị lắm không bác. Chắc mấy cá chê còn thấy chân chín rồi. Chín. Cá lóc đó là cái bụng nữa là vừa. Cá này rộng không gài đâu, nó có tầng à, cho nên là nó hơi ốm. Chờ mỡ bắt lên nướng là nó chảy mỡ đọp đọp luôn bác hai. Cái này nó hơi ốm. Bị rộng lâu quá. Ê, bữa nào mà đi thăm mà lợp gắn mà có dính nữa con điện bác hai chạy ra. Bác hai thích làm cái món gắn gì nhất bác hai? Món xào dừa. Xào dừa là sao bác hai? Có biết xào dừa chưa hả? Dạ chưa. Để đi bác hai làm cho. Là mình đâu bác hai bật mí thử là sao bác hai, đang con mốt có gì con làm chuẩn bị nguyên liệu. Nước cốt dừa phải không? Dạ nước cốt dừa. Rồi xong nước cốt dừa mình dắt ra hơi lạt lạt thôi, đừng cho béo quá. Dạ. Cái mình xào nó trước đi rồi ha, đổ nước dừa vô. Là xào con gắn trước. Ừ. Dạ. Cũng khử tỏi rồi xả này kia ha. Thì khử tỏi đó, khử tỏi trong khi mình ấy đó. Dạ. Mình để gắn vô. Rồi mình xào xong rồi đầu cái mình vắt nước cốt dừa để vô. Vắt nước dảo á, còn nước cốt thì mình để riêng cái gì đó. Mình để vô. Rồi một hồi mình múc ra ngoài mới chế nước cốt vô ha sao. Ừ. Rồi có bỏi gì cho xào chung không? Tàu rồi với đậu phộng cùng xào sạch sạch cùng sạch. Dạ. Bữa đó đợt đó là rau cần tàu, rau cần tàu hay là củ hành tây bự. Củ hành tây bự mình á. Dạ. Rồi với đậu phộng. Đậu phộng. Rồi cái đó mà mình nêm cho nó mặn mà chút xíu có chấm bánh mì cũng được đó, chắc có hai ông thơm ăn với bún. Đợt đó làm mà ông và vợ ông ăn không luôn. Dạ. Ông và vợ có bác hai á. Dạ. Ổng ăn không luôn. Ổng nói thằng này sao không làm ngon. Anh ơi, trộn lâu kể làm ngon quá ngon hả? Ờ, ổng nói nào giờ tao chưa thấy cái món này giờ. Ổng nói ăn ngon quá ngon. Hôm rồi có mưa, sầu đâu nó đọt không tốt. Sầu đâu có êm không? Êm. Sầu đâu mà mưa này thôi. Sầu đâu thường vậy. Biết gì luôn. Vậy này là thấy tới công chuyện rồi đó bác ba. Nó sen còn vớt để gáo. Thì cái ngó sen này mình sẽ nó ra làm hai, nếu mà cái ngó nào bự quá thì làm ba, còn nhỏ nhỏ gì thì mình sẽ làm hai là vừa. Mình
hơn mà thọt chợ bán con. Ca lên hai cho bác bà. Chạy hai chạy xuống. Đâu đâu thầy 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 đây. Chạy vô ba không chụp kìa. Hai dĩa chắc cũng được hai dĩa gọn gọn hả vậy? Được hai dĩa. Tại hồi để đi diễn để tay thì đi nó mau hết. Chai đó 1 ký không hay không ba? Chắc cũng cả ký à. Đậu cái nước đó vô luôn á vậy. Nước không mới ngon. Con đi đạp con cũng bữa nay không có đem một tay. Tay con rửa cũng sạch. Ủa ông xuống rồi kìa. Bẻ ngược cái đồ bẻ hả? Này phải để chút cho nó dịu xuống. Bò nằm dưới thôi nè. Xài này là xài của bác ba là xài sạch luôn nè, không có xịt thuốc bỏ phân gì chơi, không có gì chơi, xài thiên nhiên luôn, cái này tự nhiên. Bác Sáu Tùng bữa nay đi dự hội thảo rồi, bên vật tư á, bên bán thuốc phân bón thuốc sâu cho lúa. Lâu lâu người ta về người ta mở cái hội thảo đặng giới thiệu thuốc cho bà con mình sử dụng. Thì lúc đầu thì giới thiệu và bán thuốc xong rồi buổi chiều thường thường cũng có đại tiệc nữa, một hai mâm vậy đó. Rồi cô chú nào ở lại đó dùng tiệc. Chín hả bác hai? Rồi 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 chưa dạ. Nãy thì mình tính là cá trê mình sẽ bẻ ra mình để lên rổi, nhưng mà sợ cái mùi của cá trê nướng á với cái mùi thịt bò nó có gọi là nó trộn lẫn với nhau, nó mắc bác hai, không có ra mùi gì hết. Thôi bây giờ cái dĩa gọi thịt bò mình để riêng thịt bò, còn cá trê mình để riêng. Hai dĩa này không thấy xỉn rồi. Bác hai qua bên đó xới chắc toàn bỏ băng đồ đầm không quá. Chuột, ếch, gắn được không quá. Bên Đồng Tháp là nó nhiều. Gắn nước bển có nhiều không bác hai? Gắn nước bển nhiều không bác hai? Dạ. Dạ, gắn lãi nhiều. Dạ. Rồi giữ chuột, giữ ếch, cà chê. Cà chê trắng này dữ lắm.
nó nói hù mà đi đồng mà cỡ tháng 2 mà nó kêu đi bển tháng giêng đó ha. Đi qua bển là nó chỉ cho là đào một hang là từ cả chục 7-8 kg. Là cái đó dưới cái mấy cái mương nước hay sông mương kinh 500 mình đó, nó bơm nước vô á. Dạ. Rồi nó sâu quá đó, rồi cỡ tháng đó rồi nó kém nó kiệt nước đó, rồi nó xả sát xuống rồi nó lên đó. Xả xuống đang chuẩn bị thu hoạch lúa đó ha thầy. Đó, đó. Cái ca trên lúa nó rút xuống đó. Rồi rút xuống cái đường mương đó không nó đi ra đường kia đâu cũng được. Dạ. Thì nó có cái lưới chặn ngang gì nè. Cá đâu đó, cá dữ lắm. Bởi vì cho nên nó kêu muốn đi đi qua bển này nó dẫn cho đi vài bữa. Hết cũng dữ luôn hả bác ha? Dữ lắm. Hết giọng như không tự ngồi. Bữa nay nắng thì cũng nắng nhưng mà nhờ cái có gió cũng mát. Cái vùng miệt ở bển nó không biết bắt ếch thì mình đây. Bởi vì cho nên ếch dữ dằn lắm. Như ít người bắt quá ha. Cho nên ếch còn nhiều. Mà chắc tốt đó chắc cũng dằn ở xứ khác lại không quá bác ha. Dằn ở Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang lên. Ở kêu bằng ở là bác hai có gặp ha, có hỏi ha. Dạ. Bị nó lợi cái chai kem đó. Dạ. Đầu đó rồi cái đầu nó tới xe đó rồi nó đi tốc. Dạ. Dạ. Mấy món ăn mình cũng nấu xong rồi. Thì trước khi mình dùng đẹp thì mình cũng có đôi lời là anh Khương anh có gỡ về cho bác cháu của mình là 2 triệu. Gỡ bắt ba 1 triệu. Xin lỗi, gỡ bắt ba 500, cha 500, em Kha 500 và Minh 500. Thì bữa nay Minh sẽ gỡ lại. Giờ con gỡ bắt ba 500. Rồi. Kha 500. Rồi giờ không có tiền 500 chẳng đưa Kha 600 luôn. Cảm ơn nha. Con cũng chân thành cảm ơn anh Phương có nhiều, rất là nhiều. Nó gỡ quà về cho cháu của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi cũng thay mặt cho mấy góc làng quê thì cũng cảm ơn cháu Khương vì cháu cũng có tấm lòng mà gỡ tiền về cho bác cháu mình để có rồi xây trả rồi cũng như đi tới đi lui hoặc là xăng dầu uống cà phê ăn sáng. Nhóc Kha là cái đồng tiền này về là tặng vợ hay là để làm gì đó. Có vậy chứ đừng có tặng nha, có cái gì mua đồ cho mình rủ đi ăn thôi. Ngày hôm nay cũng có bác hai, lâu quá bác cháu mới gặp lại. Em ơi, sẵn giờ thôi làm vài ly ha bác hai, ôn lại kỷ niệm xưa coi. Chúng mời đi Kha. Trời anh em mình đã gặp chút em con muốn thì em cứ ăn. Ăn đi, ăn đi rồi chút con lên con bưng cơm xuống con ăn. Ăn mâu gõn này. Cái gì cũng ăn, ngon dữ à. Cho nó ngon. Wow. Này bà xã bà làm cái món này con sao không biết. Đầu đầu mình mới ăn á. Quá ngon chứ không? Bụng này mạnh thiệt anh ơi. Để quá cái nó tê lưỡi cao luôn á. Ngon nha. Quá ngon. Nếu như hôm bữa mình làm đám giỗ làm món là gỏi này còn ngon là ngon quá bằng tự luôn. Hay là tại bữa đó mình ăn cái món kia rồi mình nói tao bữa nay món này ngon mình tại món này nó cũng ngon. Ngon mà cay hơn. Con mà cay. Cay chóng cay. Cay nó mới ngon. Ngon phải cay 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 rồi nó mới ngon. Cái rượu này ở dưới nó nấu mà rượu của bà hai còn lại mớ gì đó có hành đổ chân này luôn còn đó còn cái chai rượu kia đó chai rượu nguyên chất nhà con cái hôm qua quá đụng với anh tôi làm như nó còn lại cái nọc hay sao te tu hết rồi. Đi làm cũng lâu quá cũng về nghe hỏi thăm chú Minh rồi cho nên bữa nay chú Minh cũng cũng ráng bắt hai điện con bắt ngờ chứ bởi vậy là bữa nay bắt dắt cũng lâu quá. Tôi nãy ông đi xuống tôi giật mình chứ tôi nói ủa sao ông này ông về nào đâu mà ông xuống mà Minh nó chưa xuống. Ông hỏi kêu Minh xuống chưa tôi nói chưa ông ở đây chút xíu nó xuống tới liền bị hẹn 12 giờ đó. Bữa nay nó cũng dịu dịu nhưng mà nó cũng còn mạnh lắm bác ba. Trời nước chấm cháo ở thành phố. Gửi về nước chấm muối ớt sữa.
còn cái này là sốt Thái. Cái mình làm cái gỏi thì là mình chọn sốt Thái. Cái này ngon dữ à. Ừ. Mắm ớt thì làm gì ngon rồi. Chấm cá nướng này vô thầy luôn rồi. Cái này là nguyên khúc luôn đúng không? Nguyên khúc đi. Ồ. Ồ. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Chết luôn. Cái này môn là bóc tai ăn. Vậy chứ dạ. Trời ơi trời. Quá. Quá hả? Ngon thiệt thiệt. Này bác Hà nó ngon cũng làm thử. Thì con cá chê á. Cái phần đuôi là cái phần ngon. Nó béo. Chứ không phải là cái đuôi là nó xương cái chê ngon quá. Quá bắt. Chứ con lịt cũng vậy, con lươn cũng vậy, cái đuôi nữa nó sẽ ngon. Ngon. Thầy cái đọt sầu đâu thì mình ăn cá nướng thì với kèm với sầu đâu gì là cá nướng với sầu đâu rồi. Lên liền. Đắng. Đắng thì đắng, nó đắng mà nó ngọt. Ngon lắm con thử làm thử. Đó rồi. Là nguyên đắng luôn. Đắng mà đâu phải đắng đắng. Nó đắng mà ngọt. Không ngọt. Cái hậu của nó ngon, không hậu ngọt. Mát. Nó cũng khen ha. Con dê nó hay nha bác ba. Lá sầu đọt sầu đâu, lá sầu đâu già non nó ăn được không? Được, được chân ăn hết. Rồi. Lá gáo này nó đi với lá tre rồi còn miếng nào mấy ông quýnh tôi. Nhất là ma dương á. Trời ơi, ma dương nó ăn hai bên rồi, ra máu luôn. Gai. Thôi hư vậy đó. Ăn vậy mà nó nhai nó ăn ma dương là cái món ruột nó đó. Gà má của nó ăn. Cũng ăn vui chứ. Quên. Quá cứ quên liền ha. Rồi đi năm nay mà có lý gì không anh hai? Chắc cũng vài chục triệu anh đó. Hai tháng mà vài chục làm cũng được, cũng sống quá im. Tết mà Tết vụ rồi chú Minh điện về đó tháng đó không hai mươi mấy gần ba chục. Đúng. À, mình 24 như một ngày 24 tiếng là mình chạy trung bình là cỡ bao nhiêu tiếng rồi con? Chạy đủ luôn. Chạy 24 tiếng trên 24 luôn, chỉ có nghỉ ăn cơm thì kia thôi. Nghỉ ăn cơm thôi. Rồi bằng đêm nó chịu không nổi không? Có đêm mình cỡ 10 giờ ngủ. Dạ. 3 giờ ra chạy 2 giờ. Thì tính ra ngủ 10 giờ mà tới 3 giờ thì ngủ cũng được như 5 tiếng. Vậy là mình ăn chiếc. Ngự chiếc vậy đó. Trời vậy đó khỏi mất lòng. Khỏi mất ông đu bu mà mời chú hai. Dạ quá. Cái bữa về đó gặp ảnh đâu, ảnh ở ngoài vườn á. Thấy ảnh đứng ảnh làm cái gì á. Anh hai ông già của mọi người cũng vậy đồng thấm. Xuống chơi mình thôi. Bao nhắc không quên. Trời ơi nhắc quên chiến hữu. Trời để chú Út bưng nồi cơm ra. Cảm ơn nhiều nha chú Út. Nói gì được. Đó chơi im lắm. Đó nhậu mạnh luôn á. Dưới ông tự trung hòa đó, bắt Út dùng cơm luôn á, mấy tay chiến đấu không đó. Cảm ơn nhiều chú. Cũng mới nè, cũng thôi điểm cũng được rồi. Thì mình xuống đây á thì cũng không có gì mồi ngon hay dở gì không biết, nhưng mà mỗi lần xuống đây thì đều điện cho mấy bác hay hết. Thì bác nào bận á thì không tới được thì thôi, còn bác nào mà như rảnh á thì lại làm vài ly với mình với bác ba làm vậy đó, rồi xong rồi bác cháu vui vẻ cười ăn xong rồi về như là cái cuộc sống ở quê mình vậy thôi. Thì sáng thì cứ làm vườn, làm những cái công việc gì ở nhà mình, rồi xong rồi cái đầu chiều mình đi săn bắt hay là mua gì đó về mình nấu ăn. Thì cả nhà cũng biết rồi đó, anh em mà khi mà đi quê chung với nhau hay là lâu lâu gặp lại anh hai mà ơi, những cái đồ nào ngon nha cứ nhớ anh hai ơi, phải là cái ước gì mà có anh hai nhậu chung được với mình. Bây giờ nhiều khi anh hai cũng có đi chung với góc làm quê cũng nhiều lần, anh hai săn bắt hết rất hay đó cả nhà ơi, chứ không phải đâu. Cũng tại dân cũng lâu rồi đi qua bển cài sới thấy ếch nó cũng nôn lắm rồi, tại vì bắt đầu cái ngày sới này của bác hai được bao nhiêu năm hả bác hai? Lâu lắm rồi, năm 18 tuổi 19 tuổi bây giờ chỉ là mấy chục năm rồi, lâu lắm rồi, lâu đời cũng là năm nay tính ra 40. Dạ. Và bác hai là lái là như là chắc mấy cái đời mấy cài là đều lái qua hết rồi, qua trơn rồi, đời cũ đời mới gì lại Liên Xô ép cái gì làm lán hết trơn. Chúng mình ra căn đe có đất đá đe có hết là đủ rồi, đủ hết rồi, ai kêu gì thì máy nào mình cải máy lấy. Mà hiện tại là bác ba bác hai thấy là cái đời máy nào là chạy ngon nhất? Đời
Bây giờ ông ở đâu ông Thắng? Chạy mấy chiếc 5.000 của ta mình nè. Ông chạy xuống tôi coi, ông chạy xuống tôi. Mình nó xuống này nó đem ba cá trê xuống nướng quá ngon ơi. Nó dễ xài nữa. Nó gọn nữa. Thứ nhất là nó... Thôi đừng có mặn gì, mày bỏ nó đi chút đi, mày chạy với tao đi rồi mày xuống mày tham tao coi, tao bệnh quản là nghĩa mày không tham tao gì, tao chết gì mà làm gì đâu mà chở vừa vừa chứ nói em là không có mấy cái kia đi không lại. Thôi bác ơi, thì bữa nay xuống thăm lợi đi, coi coi tao có cắt chỉ chưa. Vậy lắm. Mới 70 tuổi à, mà vậy đó. Vui vẻ vậy đó. Vui vẻ lắm. Đi đi. Sao mà mày nói chuyện với tao thì không già mày ừ không đó là một phần thì ví dụ mà là em ăn trên bàn là bộ nhiều hơn chờ em đi xuống chạy ngang là bộ thì nhắc này cũng chiều rồi sớm rồi bác ba cũng có điện cho ba vợ mình hay xuống làm vài ly với bác ba, nói là mình xuống đây rồi ba cũng xuống tới làm vài ly, chắc giờ ly này nữa chắc con bút trước nha bác ba. Bác hai cũng bút luôn hả bác hai? Rồi, rồi uống ly này cũng hôm nay cũng lâu lâu đi làm về rồi chú Minh cũng rủ xuống nhà anh ba thăm anh ba luôn rồi thôi giờ chung vui cũng ly này cũng về có một tiện cũng rút. Bữa nào mình gặp lại bác hai lại một ngày nào đấy. Bữa nào mình có được gắn bội cho bác hai hay liền làm cho con cái món đó mới được. Rồi ok. Rồi vậy mình chào cô chú, hẹn cô chú ở video sau nha.